ngày 41 42 gì đấy, không nhiều lắm, thôi mình còn quên vào cái ngày đó, nhưng mà đấy, nói chung là rất là ngày 41 42. Tay mình đang suy nghĩ về việc là mình sẽ tập tay ít lại. Mình đã từng nói ở một video gần gần đây là mình sẽ tập tay ít lại để mình tập những nhóm cơ khác. Nhưng mà nếu hôm nay mình không tập tay thì mình không biết tập gì cả. Đấy, thôi rồi. Sẽ là buổi tập tay bình thường thôi. Bắt đầu bằng tay sau, sau đấy đến tay trước. Cuối buổi sẽ là mỗi ít vai, bởi vì bộ ngực gần nhất là mình không tập vai, ok. Thì buổi này sẽ có thêm vai, hoặc là cả cầu vai nữa, ok. Đơn giản thôi. Tay sau, cực kỳ đơn giản. Tất cả các bài đẩy, gọi là push down, đẩy xuống. Này các bạn ấn xuống như này. Nhiều cách, ấn bằng thanh 3, ấn bằng dây. Rất nhiều cách. Còn tay trước chúng ta có gì? Tất cả các bài curl. Các bạn, cả buổi các bạn có thể chỉ tập mỗi bài bicep curl bằng barbell cũng được. Barbell bicep curl kiểu đấy. Và các bạn vẫn có thể có bắp tay trước to. Nghĩa là như nào nhỉ? Các cái bài tập ấy không quá quan trọng, được chưa? Các bạn ở tập bài này bài kia rất nhiều bài đó các bạn tập. Quan trọng là cái gì? Quan trọng là cái cường độ, cái intensity ở trong cái bài tập đấy, ok, nó phải rất cao. Chứ còn cái bài tập thì thực chất là không quan trọng lắm. Nghĩa là cả buổi mình phải tập đúng một bài, ví dụ tay sau nhé. Cả buổi mình phải tập cái bài tricep push down, mình chỉ ấn mình phải tập xuống thôi. Mình tập đúng một bài đấy cũng được. Và mình hoàn toàn có thể có một cái tay sau to. Ok, quan trọng là gì? Đấy là cái cường độ nó phải rất cao. Nghĩa là các bạn phải tập đến chết, tập những thất bại, ok. Còn cái việc lựa chọn bài tập nó không quá là quan trọng. Đấy, cứ chọn bài nào các bạn cảm thấy ok và các bạn tập đến chết nó xong. Thế rồi, ok. Một lằng nhằng nữa mình bắt đầu với tay sau luôn. Tricep push down. Mình thấy tay sau của mình vẫn còn bị đau, nó hơi nhức sau cái buổi tập ngực hôm trước. Thôi rồi, không sao. Mình cũng đã tập hết sức thôi. Chỉ hơi nhức một tí thôi. Nhưng mà nó vẫn còn hơi kiểu như là dư âm của cái buổi ngực hôm trước. Mình đã khởi động nhẹ nhàng. Và sau đấy thì chắc là set sau mình sẽ bắt đầu vào luôn. Ok. Cái bàn này thì nó có rất là nhiều kiểu, rất nhiều cách cho các bạn tập. Các bạn có thể tập như thế này. Đây. Tập như này. Đấy. Các bạn cũng có thể tập như thế này. Đứng lên các bạn ấn thẳng xuống. Như mình đứng thẳng và mình ấn xuống. Thế nói chung là nhiều cách cho các bạn tập. Bây giờ chọn cách nào các bạn thấy ok nhất, được chưa? Chắc là set cho mình cái tăng tạ lên luôn. Mình là không biết là bao nhiêu cân này. Chắc là 77 đi, tại vì 84 có vẻ hơi nặng. 77 đi. Ok. Cách mình tập bài này sẽ là đấy. Mình đứng và mình ấn xuống thôi. Làm nào để các bạn cảm nhận ở phần tay sau nhiều nhất. Ok. Và những rep cuối tất nhiên, cái này là tất nhiên, chắc chắn mình sẽ làm đấy là mình cheat. Ok. Mình sẽ hack form, mình sẽ phá form để làm thế nào để cường độ lên cao nhất có thể. Chứ mình sẽ không cố gắng làm một cái form hoàn hảo từ đầu đến cuối bài, ok. Đây là cái điều mình đã bao giờ làm ấy. Và các bạn cũng nên như vậy, được chưa? Ở những rep cuối chúng ta không nhất thiết là phải làm một cái form hoàn hảo. Các bạn hãy cheat đi. Làm ơn. Ok. Sau đầu tiên, bài này chắc mình sẽ làm khoảng 3 set hoặc là 4 nếu như mình thấy ok. Fuck.
Ok, xong mình làm là 3 set thôi, chuyển qua thêm 2 set tập với dây nữa là xong tay sau. Với cái tay sau mình hôm nay chưa hồi phục kịp, tập nó rất là mỏi, nó mỏi rất nhanh. Với dây nhá, tập với dây thì mình có một cái kiểu của mình hay tập, đấy là đầu tiên mình cũng sẽ làm đúng form nhá, mình cũng sẽ nhẹ đúng không, tất cả chúng ta đều tập như vậy đúng không. Nhưng thường thì mọi người sẽ kết thúc set tập khi mà mọi người không thể làm được đúng form nữa đúng không, thì sau đấy mình sẽ tiếp tục tự mình làm nhà đúng không. Nếu khi nào mình không thể làm được một cái nên mình làm nửa cái, mình lùi có 1-2 bước thì đấy tầm này và mình rồi, các bạn sẽ xem các bạn sẽ hiểu chứ. Nó chỉ là một cách để mình dùng đà thôi, mình chít thêm những rep cuối để đẩy cường độ lên cao nhất. Đấy, mình sẽ đẩy mức 43 cân nhé, đây để làm. Mình biết là trông hơi đần một tí, nhưng thật sự rất hiệu quả. Ok, một set nữa là xong tay sau. Đấy, nghĩa là những cái cuối khi mà các bạn không thể làm được đúng form đúng không, thì các bạn có thể lùi lại như mình và làm thêm. Các bạn dùng kiểu, các bạn khi lùi như thế thì các bạn có thể dồn cả trọng lượng cơ thể vào thì nó mức tạ sẽ trở nên nhẹ hơn, hoặc là các bạn có thể giảm tạ hướng, các bạn làm drop set. Mình thấy cái việc mình làm như vừa nãy nó cũng giống như kiểu mình làm drop set từ kiểu đấy, bởi vì khi mình lùi lại mình đổ người mình xuống thì mình thấy tạ nhẹ hơn, không khác gì drop set cả, chỉ là mình không muốn mất thêm khoảng 3 giây để mình giảm tạ xuống thôi. Ok. Xong. Nào, tay trước. Chắc là hôm nay mình sẽ không tập cùng 27,5 cân cho tay trước đâu. 25 thôi. Tại vì hôm qua mình còn vừa tập lưng nữa. Là tay trước của mình chưa hồi. 25 cân sẽ chính. Mm-hmm.
hai mình đã giảm xuống 22,5, 25 set đầu tiên cũng khá nặng rồi. Set thứ hai chắc nó mình có thể làm 25 cân được từng đấy rep nữa, hai mình đã giảm xuống. Ok, và khi đặt tay trước ấy, thì các bạn sẽ muốn là các bạn đưa lên ấy, hơi xoay nhẹ ngón út vào trong, xoay nhẹ cái ngón út vào trong để các bạn gồng được ở cái điểm cao nhất một phát lên, đúng không? Hơi xoay phát gồng lên nó sẽ phê lên rất nhiều, nó cảm nhận cơ phê lên rất nhiều so với việc là bạn chỉ đưa lên không thôi. Ok, và mình dùng thêm cái lifting strap khi tập tay trước ấy, bởi vì mình không muốn là cẳng tay của mình bị mỏi trong khi mình đang tập quà này. Ok, rất là tệ. Rồi, hôm nay sẽ là một buổi tay khá nhanh. Mình sẽ tập chỉ là tập 2 set easy bar curl. Và mình sẽ kết thúc tay trước và mình sẽ chuyển qua vai, cầu vai luôn. Không muốn tập thêm tay nữa. Làm chết rồi. Nghĩa là các bài tập của mình tập rất là đơn giản. Mình không tập bài gì quá là cầu kỳ cả. Đấy, như đầu buổi mình đã nói, cái việc các bạn chọn bài tập nó không quá quan trọng bằng cái cường độ của cái bài tập đấy. Ok, kiểu một buổi các bạn tập rất nhiều bài, mẹ rất là cao siêu, giáo án cho các bạn rất nhiều bài, nhưng bài nào các bạn cũng chỉ tập lại gọi là nửa vời, cái cường độ với cái cường độ rất là thấp, thì các bạn cũng đỡ bằng một người chỉ tập đúng một bài duy nhất và người ta tập cái chết, tập với cường độ rất cao trong cái bài đấy. Ok, mong là các bạn hiểu ý mình nói. Hãy chọn những bài đơn giản, quan trọng là cường độ, được chưa? Chấm hết. Tay trước mình rất pump, kiểu rất căng mà. Mình cảm giác mình giờ mình tập cái bài push a curl và mình xuống sâu một cái như thế nào đấy, là mình có thể rách luôn cái bắp tay bây giờ. Đây sẽ là set cuối cùng của tay trước. Để tôi cân nhắc là trong những buổi sau mình sẽ giảm bớt tập tay thôi, mình tập trung vào những chỗ khác, bởi vì tay của mình cảm thấy rất là ok rồi. Còn ngoài ra tất cả những nhóm cơ khác trên cơ thể của mình đều cần phải cải thiện. Xong, tay trước của mình thật sự chết rồi đấy. Và những lúc như này ấy, thì nghĩa là khi tập nha các bạn. Lúc nào chết hết rồi ạ. Nghĩa là khi các bạn tập đúng không, thì cái nhóm cơ đấy của bạn nó sẽ pump, được chưa? Nó sẽ rất là căng. Chẳng như mình bây giờ cái tay trước của mình rất là căng đúng không, thì nó sẽ căng lên một cái mức độ nào đấy, nó chỉ đến một cái mức đấy thôi. Các bạn càng tập nó sẽ đéo thể căng hơn được nữa, nó không thể pump hơn được nữa ấy. Thì khi đấy các bạn tập nó không có tác dụng gì cả, nó vô ích, được chưa?
lúc các bạn nên dừng lại và đổi qua bài khác, tập nhóm cơ khác. Bởi vì nếu như các bạn tiếp tục làm ấy, quá nhiều set cho một nhóm cơ ấy, thì cái việc các bạn đang làm chỉ là làm cho nó kiệt sức, không tác dụng mẹ gì cả. Và ngày hôm sau các bạn chỉ tổ lại mẹ đau hơn thôi. Xong, bây giờ mình chụp vào vai. Để check tay cái. Nào, arm pump. Rồi, nhìn cái nào đây. Tại sao mình hết phong rồi, tại trước thôi. Ok phết đấy. Nào, bay vai. Bài đéo gì cả. Mình chỉ đứng mình như này thôi. Ok, thế là mình quay cho bạn 1-2 set thôi. Bài cho mình làm 5 set đấy. Mình có khởi động rồi. Set đầu tiên sẽ là 17,5 cân. Xong, 5 set vai giữa. Giờ mình chuyển qua cầu vai. Mình làm vai giữa trước cầu vai để, bởi vì ví dụ nhá, mình tập cầu vai trước đúng không? Thì nghĩa là cầu vai mình sẽ mỏi. Và khi mình vào mình tập bay vai ấy, thì các bạn biết là khi các bạn bay vai lên nhà đúng không? Thì nó sẽ ăn cả vào cầu vai một chút nữa. Thì mình không muốn là trong khi mình đang tập bay vai như này mà cầu vai của mình lại bị mỏi. Thì nó rất là khó chịu, rất là mất tập trung. Mình chỉ muốn tập trung vào duy nhất một nhóm cơ một lúc thôi. Các bạn đang tập vào một cái nhóm cơ khác, nghĩa là nó tham gia cùng với chuyển động nếu nó bị mỏi, rất rất khó chịu và sẽ làm cho cái set tập của bạn nó kém hiệu quả rất nhiều. Thế là mình tập vai giữa trước, bây giờ mình chuyển qua cầu vai. Ở đây tạ đơn nặng nhất là 32,5 cân, mình nghĩ là nó không đủ nặng với mình ở những cái set đầu tiên. Đấy, ở cái set vừa rồi đấy các bạn thấy mình có thêm tempo đúng không? Nhưng mình lên, mình xuống khá là chậm. Thì nó chỉ là một cách để mình tăng độ khó cho các bài tập này thôi. Bởi vì cái bức tạ này nó không đủ nặng để mình tập ở set đầu tiên. Nên set đầu tiên mình chưa tập gì, mình còn rất khỏe. Thì cái 32,5 cho cái bài stroke này nó hơi nhẹ. Thì
mình đã tăng độ khó lên một cách là mình thêm tempo vào, nghĩa là mình lên nhanh xong mình xuống chậm đấy. Sẽ có rất nhiều cách để bạn thêm tăng độ khó cho bài tập đấy, thêm tempo, bạn pause dừng lại một nhịp ở trên, hoặc là bạn tăng tạ đấy. Nhưng mà mình không tăng được tạ thì mình đấy, mình tăng cái yếu tố khác lên. Ok, set thứ hai, hai bài mình cũng quay cho các bạn tầm 2-3 set thôi, nó chả có gì cả, nó chỉ như này thôi. À và có thêm một cái mẹo khi tập bài này nữa là để các bạn cảm nhận vào phần cầu vai nhiều hơn ấy, thì các bạn sẽ không muốn là đứng thẳng tắp như này, là các bạn đứng lên như này. Thay vào đấy các bạn sẽ muốn là hơi đổ người về trước một tí, chỉ một tí thôi nhé, một tí thôi là thay đổi rất nhiều, hơi đổ này một tí và lên. Và các bạn cảm giác như không phải là các bạn đang rút thẳng cái vai lên, mà là các bạn đang hơi đưa cái vai ra đằng sau, các bạn hiểu ý mình không? Là đưa đằng sau ấy, là đưa nó hơi chéo đằng sau ấy, chứ không phải là đưa thẳng nó lên, mà là các bạn sẽ đưa chéo đằng sau thay vì các bạn đưa thẳng lên như thế này. Tất nhiên là khi những cái cuối các bạn đang rất là mệt rồi ấy, thì các bạn có thể làm thẳng lên đi bình thường, bởi lúc mệt quá, lúc mình làm nhất tạ lên là được đúng không? Có những cái đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ muốn đấy là mình nói hơi đủ người trước một tí và cảm giác đẩy cái vai đằng sau ấy, thay vì là các bạn đẩy thẳng lên trên. Như thế thì các bạn sẽ cảm nhận phần cầu vai một cách dễ dàng hơn. Đấy, thế là những cái cuối không thiết là phải làm đúng form ấy. Không thiết là các bạn phải có một cái form hoàn hảo những rep đầu tiên. Đấy, các bạn thấy những rep cuối của mình giật đi điên, mình kiểu như mình điên mẹ luôn ấy, mình làm chết thôi. Thì đấy là cách để các bạn đẩy cường độ lên cao nhất. Ok, nhưng mà chỉ những cái cuối các bạn mới nên làm như thế thôi. Tất nhiên nếu ai vừa vào cầm quả tạ lên xong các bạn mình cũng thế cả. Mình nói các bạn là mình làm 5 set cầu vai thôi, nhiều không, mình chỉ làm 3 set thôi. Vì sau set thứ 3 mình cảm thấy là nếu mình làm thêm mình cũng chả cảm nhận cái mẹ gì nữa. Không hiểu sao cầu vai của mình cái volume nó khá là ít, mình làm tầm 3 set là mình thấy cầu vai nó kiểu pump lên và khi mình làm không cảm nhận được cái gì nữa, cảm thấy không gồng nữa, gồng không cảm nhận được cái gì cả. Chúng ta dừng lại và chuyển qua nhóm phương khác được chưa? Vai sau thì vai sau nó y hệt như vai trước, anh em y hệt như vai giữa, spam đúng một bài. Các bạn có thể chọn tạ đơn, tập tạ đơn tập như này. Còn mình chọn tập cái máy này thì mình thấy nó setup dễ hơn, tập cảm nhận nó cũng dễ hơn. Tập với tạ đơn ấy, thì các bạn sẽ phải đổ người đằng trước và các bạn làm như này đúng không? Thì nó sẽ bị mỏi lưng dưới. Đấy, mình tập ở đứng thế rất là mỏi lưng dưới, mình không muốn. Đấy, không muốn lưng dưới mình bị mỏi trong khi mình đang bay sau. Đơn giản thôi. Spam chết, không có gì quá đặc biệt cả, chỉ là những bài tập nó cực kỳ đơn giản thôi. Quan trọng là gì? Là cường độ, đúng rồi. Quan trọng là intensity phải cao. Mình sẽ khởi động trước một set. Bài này mình sẽ làm 5 set, chắc chắn luôn. Để mình bỏ tập vai sau khá là lâu rồi. 5 set. Không biết chọn tạ bao nhiêu nữa, thật rồi. 5-7 cân đi. Spam chết thôi. Với nhóm cơ nhỏ như vai sau ấy thì đấy, kiểu vai sau, vai giữa, xong rồi tay ấy, thì mình nghỉ khá là ít. Ok, mình không cần thiết phải nghỉ quá nhiều, bởi vì đây những nhóm cơ rất nhỏ nó có thể hồi phục khá là nhanh giữa các set tập và mình không cần thiết phải nghỉ quá nhiều. Tầm 1 phút, 1 phút rưỡi là ok. Xong. Đợt 4 này mình rất khá mệt. Tại vì trước nay mình
ngủ 15 20 phút gì đấy. 4 rưỡi mình mới ngủ, 4 rưỡi chiều. Đéo phải là ngủ trưa, ngủ chiều ấy. 4 rưỡi chiều mới ngủ. Cả máy bay đi tập hơi mệt tí. 5 set tay trước, 5 set tay sau. 5 set bay vai, 3 set cầu vai và 5 set vai sau. Nhiều vãi lìn. Nhiều hôm ra mình thấy cảm thấy hôm nay một buổi rất là hiệu quả. Rất pump, rất phê. Trên TikTok rất nhiều người hỏi mình là mình tập mấy năm rồi. Thì mình tập bây giờ được khoảng 4 năm rưỡi rồi, tầm đấy. Nên là mình có tập gym được tầm gần 2 năm nay thôi. Đấy, hồi trước là mình tập calisthenics. Rất đam mê bộ môn calisthenics. Nhưng mà chỉ tập basic thôi. Bởi vì ngay từ lúc đầu khi mình bước chân vào con tập luyện này là mục tiêu của mình đã là làm thế nào để phát triển cơ bắp nhiều nhất. Chứ mình không có ý định là tập skill hay gì cả. Đấy. Là hồi cấp 3 mình chỉ tập calisthenics thôi. À, đến cái năm lên lớp 12 mình bắt đầu tập gym. Nhà lớp 10, lớp 11 mình chỉ tập calisthenics thôi. Hồi đấy mình đi học thêm rất nhiều ấy. Xong rồi nghĩa là gần như ngày nào cũng đi học thêm luôn. Học thêm rất nhiều. Chỉ có một tuần hồi đấy mình nhớ là chỉ được nghỉ tầm 2-3 buổi thôi. 2 buổi. Chỉ có 2 buổi chiều, 3 buổi chiều gì đấy. Chủ nhật mình cũng đi học, thì thể học lắm vãi luôn đấy hiểu sao. Đấy nha. Chiều nghỉ ra sân sau của trường. Thì sân sau ở trường mình, ở trường cấp 3 mình nó có một chỗ mà kiểu như là xà đơn, xà kép ấy. Đấy ra đây tập, chỉ ra kéo xà xong rồi dip, chống đẩy các kiểu. Chỉ tập đúng như thế đấy. Spam dip, spam kéo xà, spam chết thôi. Hồi đấy đúng chỉ tập mấy bài như thế thôi mà. Đếu tập gì khác luôn. Thỉnh thoảng lắm mình mới vào phòng gym. Nghĩa là thực ra hồi lớp 10 là mình có đi tập gym rồi nhá. Nhưng hồi đấy mình ngu, mình đã biết tập gì cả. Mình vào tập mình chả biết tập cái mẹ gì. Thế là sau mình lại vẫn bỏ, mình lại chuyển quay về mình tập calisthenics. Mãi đến năm lớp 12 mình mới tập gym. Đợt đấy là dịch Covid. Thế là tập ở nhà. Ở nhà mình tiễn nó cục tạ bê tông. Đã biết từ thời bố mình hay là ông nội mình có quả tạ đòn ấy, nó dài dài nhà. Và nó có hai cục bê tông. Không biết cục nó nặng bao nhiêu cân nữa, chắc 20 cân à. Thế là mình bắt đầu tập ở nhà với cục đấy. Mình gọi mấy thằng bạn mà đi tập cùng mình trong những video các bạn thấy là đấy mình rủ mấy thằng đấy đến nhà mình tập. Cứ mỗi chiều tầm 5 giờ là bọn nó sẽ đến nhà mình và mình tập. Thế là từ đấy bắt đầu bước chân vào con đường đi tập gym đó. Nghĩa là với cái thanh đòn 20 cân đấy mình tập tất cả các bài luôn. Bài sắp curl này, đẩy ngực này, vác lên tập squat này, đẩy vai này, đi cả thề tập hết tất cả luôn. Với cục đấy là mình bắt đầu bước vào con đường tập gym. Thôi chắc là giờ mình đi về. Tóc dài quá à. Hôm nay mình sẽ mang sược đi tập nhưng hôm nay mình quên mình đéo mang sược. Fuck. Thôi. Buổi tập kết thúc. Ở nhà chắc chắn là không có gì để quay cho các bạn rồi. Các bạn muốn mình làm full day of eating nhưng mà thực sự là mình ăn rất là chán. Cái chế độ ăn của mình nó rất là tệ. Mình mà show cho anh em, chắc anh em ăn sắp mình hết. Mình ăn. Nói thật là hiện tại mình ăn mình chả tính toán cái mẹ này cả. Mình cứ ăn. Mình ở booking thì mình cứ ăn nhiều nhất có thể. Mình không tính toán gì cả. Nên là chắc là thôi. Mình sẽ không quay cho các bạn full day eating đâu. Khi nào mình sẵn sàng mình sẽ quay. Khi nào mình đã tính toán mẹ calo, bao nhiêu gram protein, bao nhiêu gram fat, bao nhiêu gram này nọ mình sẽ show cho các bạn, ok? Bây giờ thì không. Bây giờ mình chưa tính cái mẹ gì cả, mình cứ ăn linh tinh thôi. Xong. Buổi tập kết thúc. Giờ mình đi về. Hẹn gặp anh em vào ngày mai ngày nghỉ, ngày kia là thứ mấy? Mai chủ nhật, ngày kia là thứ hai à? Ok. Nhờ với các bạn sẽ là thứ ba vì mình đăng video sau một ngày mình đi tập cơ. Đấy. Thôi, hẹn gặp anh em vào buổi sau. Chúng ta sẽ quay trở lại tập chân. Và vẫn đi thường lệ, em chỉ tập được đùi sau và bắp chân thôi. Bởi vì đùi trước mình đã dặn, bởi vì mình đã dặn dây chằng đầu gối thì mình đã phải tập đùi trước được. Mình leo cầu thang mình còn thấy nhói nhói đầu gối thì mình đã phải tập đùi trước được. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.